Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục cập nhật về tin nóng ở tỉnh thất Bồng Lai. Trong mấy ngày qua thì lại xôn xao liên quan tới câu chuyện của tỉnh thất Bồng Lai mà quý vị khán giả trong và ngoài nước theo dõi suốt cái thời gian qua. Thì hôm nay người thứ 7 trong tỉnh thất Bồng Lai bị khởi tố bắt tạm giam. Tuy nhiên người đó không có mặt tại tỉnh thất Bồng Lai cũng như là địa chỉ cư trú. Công an và báo chí truyền thông đang đưa thông tin về vụ việc này. Thì còn một bị can thứ 7 nữa đang truy tìm. Kính thưa quý vị khán giả, đến ngày hôm nay thì 6 người trong tỉnh thất Bồng Lai đã bị khởi tố bắt tạm giam. Và xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết về thân nhân của các bị can này như thế nào. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi. Khi các truyền thông bài báo đưa tin thì tiếp tục thêm những thông tin về tỉnh thất Bồng Lai vén màn hàng loạt dấu hiệu tội phạm của các bị can mà trong suốt mấy mươi năm qua họ đã che giấu tới ngày hôm nay, làm cho cộng đồng trong và ngoài nước cũng như là các mạnh thường quân vô cùng bức xúc về câu chuyện này. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân của tỉnh Long An cho biết, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân theo khoản 2 điều 331 của Bộ luật hình sự. Đối với 6 bị can này trong nhóm tỉnh thất Bồng Lai cùng ngụ tại số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Nơi đó còn gọi là tỉnh thất Bồng Lai, sau này thầy ông nội đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã làm rõ, xác minh theo đơn tố giác tội phạm ngày 24 tháng 11 năm 2021 của ông Trần Ngọc Thảo, tức là Thượng tọa Thích Nhật Từ. Ông là ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đơn của ông Trương Ngọc Hoàng, tức là Hòa thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự, ký thay mặt. Theo kết quả điều tra xác minh của đơn tố giác, tới ngày 3 tháng 5, những cái video mà vi phạm pháp luật được các bị can ngụ tại tỉnh thất Bồng Lai đăng tải tài khoản năm chú tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ trên mạng xã hội đã xúc phạm nhân phẩm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ và hình tượng Đức Phật, cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Long An. Theo thông tin ban đầu, tài khoản này cho là Lê Thanh Hoàng Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi và Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi đồng quản lý và sử dụng tài khoản trên mạng xã hội, tất cả do bị can ông Lê Tùng Vân chỉ đạo kiểm duyệt nội dung trước khi cho đăng tải. Theo kết quả giám định của Sở Thông tin và Sở Văn hóa Thông tin Du lịch ở Long An về 3 đoạn clip được đăng tải trên YouTube năm chú tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ cho thấy tất cả các clip đều có sự dàn dựng về ý tưởng của nhiều thành viên trong tỉnh thất Bồng Lai và được bị can ông Lê Tùng Vân chỉ đạo kiểm duyệt trực tiếp. Qua đó thì trong buổi phát trực tiếp vào ngày 5 tháng 8 năm 2021, một số cá nhân ở tỉnh thất Bồng Lai đã xúc phạm danh dự nhân phẩm Thượng tọa Thích Nhật Từ. Trong video ngày 2 tháng 7 năm 2019 và video đăng ngày 22 tháng 8 năm 2021 cũng có nội dung mạo danh, mạo xưng Đức Phật, xúc phạm Phật giáo, xuyên tạc giáo lý của Phật giáo, xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và pháp luật. Trong hai video bị tố cáo đó là Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên quay phim, bị can Cao Thị Cúc chuẩn bị các đồ hóa vàng cho ông Lê Tùng Vân mặc rồi ngồi trước tượng Phật, lắc lư đu đưa theo trong cái video cũng như là một số người là quỳ lại thắp nhang. Bị can Lê Tùng Vân chỉ đạo tham gia từ nội dung lời thoại, tham gia diễn xuất vai là Phật Hồng Hạc Vân Du do là ông Lê Tùng Vân đạo diễn. Cũng theo lời khai của bị can, tất cả thành viên còn lại của tỉnh thất Bồng Lai nói về lý do quỳ lại thắp nhang trước ông Lê Tùng Vân vì quá tôn sùng, muốn kính lại vô điều kiện.
Hiện tại thì những người tỉnh Thất Bồng Lai còn bị công an điều tra thêm dấu hiệu của tội loạn luân, lừa đảo trong việc nhận tiền quyên góp từ thiện theo đơn tố giác. Về những lai lịch của 7 bị can đã được báo chí cũng như là báo pháp luật đã chia sẻ thông tin rộng rãi trên truyền thông, lai lịch mù mịt của bị can thứ 7 thì hiện tại thì cái người thứ 7 đó quý vị khán giả, hiện tại thì chưa có bắt được. Hầu hết các bị can ở tỉnh Thất Bồng Lai là có nguyên quán thông tin rõ về vợ chồng con, cũng như là trong số này là họ có cha có mẹ. Trong số này thì một số bị can cũng như là Lê Thanh Hoàng Nguyên, Quốc Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương thì tất cả những người này là có mẹ sống cùng. Tuy nhiên trong suốt thời gian qua thì họ đã lừa dối cộng đồng cũng như là nói trên truyền thông về các em nhỏ cũng vậy, là những em này là không cha không mẹ, mồ côi, nhưng mà thực sự là không phải như vậy, họ là có mẹ sống cùng. Và cũng như là ca sĩ Quyền Trân đã lừa dối cộng đồng mạng truyền thông. Đó là một cái điều mà cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Khi em thi The Voice Kids thì em cũng tuyên bố là em đã mồ côi, nhưng thực sự hôm nay Quyền Trân không phải là mồ côi mà có dính líu ruột rà với bà Cao Thị Cúc cũng như là ông Lê Tùng Vân. Một số bị can chưa có liên quan tới cái vụ mà về loạn luân thì hiện tại thì chưa xác định được ai trong số đó. Tuy nhiên cơ quan chức năng cũng đang điều tra, và cái việc công bố về loạn luân thì hiện tại là trông có dấu hiệu tội phạm cho nên cũng đang điều tra. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An vừa chuyển hồ sơ vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai sang Viện Kiểm soát Nhân dân cung cấp để đề nghị truy tố 6 bị can lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Trong kết luận điều tra, lý lịch của các bị can như sau. Bị can Lê Tùng Vân, 90 tuổi, nguyên quán ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, nơi cư trú ở số 39C, đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, nơi ở hiện nay tại số 191, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vợ và con của bị can này đều chưa rõ lai lịch là ai. Bị can bị khởi tố ngày 5 tháng 1, đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Kính thưa quý vị khán giả, nói thêm chỗ cụ Lê Tùng Vân. Từ nhỏ tới lớn thì cụ Lê Tùng Vân không có kết hôn, nhưng mà qua xét nghiệm và điều tra của công an thì những số người ở trong tỉnh Thất Bồng Lai là có huyết thống với ông Lê Tùng Vân, đó là con, và có một cái kết quả công bố xét nghiệm ADN, đó là Quyền Trân, con ruột của ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên 6-7 bà vợ, nhưng mà ông Lê Tùng Vân không có kết hôn với bà nào, và trong giấy thì ông Lê Tùng Vân vẫn chưa là vợ trên pháp luật. Bị can thứ hai là Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, nguyên quán chưa rõ, nơi thường trú và nơi ở hiện nay cũng tại tỉnh Thất Bồng Lai. Cha, vợ và con của bị can này đều chưa rõ lai lịch là ai. Bị can bị khởi tố ngày 5 tháng 1, bắt tạm giam và tại trại giam của công an tỉnh Long An. Bị can thứ ba, Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, nguyên quán chưa rõ, nơi cư trú cũng tại tỉnh Thất Bồng Lai, vợ và con và cha đều chưa rõ lai lịch. Bị can thứ tư là Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, nguyên quán, nơi cư trú cũng chưa rõ, hiện nay cũng cư trú tại tỉnh Thất Bồng Lai, vợ và con của bị can này cũng chưa rõ. Bị can tiếp theo là Cao Thị Cúc, 62 tuổi, nguyên quán ở xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nơi cư trú là hiện tại cũng tại tỉnh Thất Bồng Lai. Chồng của bị can cũng chưa rõ là ai. Con bị can là Lê Thanh Trùng Dương. Bị can bị khởi tố vào ngày 10 tháng 5, đang bị bắt tạm giam của công an tỉnh Long An. Bị can thứ 6 là Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, nguyên quán chưa rõ ở đâu, nơi cư trú cũng tại tỉnh Thất Bồng Lai, vợ và con đều chưa rõ lai lịch. Bị can thứ 7, bị can này rất là đặc biệt quý vị khán giả, đó là bị can Lê Thu Vân, 66 tuổi, nguyên quán phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Và bị can Lê Thu Vân, 66 tuổi, cũng thường trú tại thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên hiện tại thì nơi cư trú ở Hòa Khánh Tây, ở tỉnh Thất Bồng Lai, thì cái người này ra khỏi cái nơi này rồi quý vị khán giả. Bà Lê Thu Vân là bị can thứ 7
đã bị khởi tố vào ngày 10 tháng 5. Tuy nhiên, hiện tại bị can này đã mất tích nên cơ quan điều tra chưa thể tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện các bước tố tụng tiếp theo. Bị can này là mẹ ruột của ba bị can Nhị Nguyên, Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên. Chồng của bị can thì không rõ là ai. Như vậy rõ ràng ba người trong này, Hoàng Nguyên, Nhị Nguyên và Nhất Nguyên, nói là mồ côi, nhưng mà thực sự đâu phải là mồ côi. Con của bà Lê Thu Vân thì trước đây quý vị khán giả cũng nghe là em vợ của ông Lê Tùng Vân, đó là em ruột, người thứ bảy, em trai thứ bảy của bà Lê Thu Vân, có một lần chia sẻ lên thông tin trên mạng là ngày xưa có Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên cũng từng về quê ngoại một vài lần gì đó. Và bà Lê Thu Vân hiện tại cũng sống cùng với tỉnh thất Bồng Lai, trong đó có bà Cao Thị Cúc. Như vậy thì rõ ràng ông Lê Tùng Vân sống trong tỉnh thất Bồng Lai với nhiều người phụ nữ cũng như là vợ con. Theo kết quả điều tra năm 2014 thì bà Cao Thị Cúc từ huyện Cần Đức, tỉnh Long An đến ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây mua nhà và chuyển hộ khẩu về đây để xây dựng, sửa chữa, làm địa điểm tu tập trái phép. Đến năm 2015 thì Lê Tùng Vân bán nhà ở quận 6, rồi cùng các bị can Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Lê Thu Vân, Nhị Nguyên và một số người khác đến đây sinh sống tại hộ của bà Cao Thị Cúc. Trong thời gian sinh sống thì ông Lê Tùng Vân tự đặt tên hộ trong cái nơi mà mình nơi cư trú là tỉnh thất Bồng Lai. Sau này thì vào tháng 1 năm 2020 thì bất ngờ lại đổi tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Và rõ ràng chúng ta thấy hiện tại thì bị can thứ 7 ở tỉnh thất Bồng Lai cũng đang bị khởi tố và tạm giam, nhưng mà bà Lê Thu Vân thì hiện tại là bỏ khỏi nơi cư trú, chưa tìm ra. Và quý vị khán giả thấy trong suốt thời gian dài thì ông bị can Lê Tùng Vân cáo buộc là chủ mưu tại tỉnh thất Bồng Lai, đạo diễn thực hiện biên soạn, biên tập dàn dựng video chứa nội dung là xuyên tạc, xúc phạm uy tín danh dự cơ quan chức năng cũng như là danh dự của những người trong Phật giáo. Thì như vậy rõ ràng là nơi đây không phải là một cái nơi mà được công nhận tu tập. Trong suốt thời gian vừa qua thì ông Lê Tùng Vân chỉ đạo đã lừa dối cộng đồng mạng trong và ngoài nước xuyên suốt mấy chục năm qua và lợi dụng kêu gọi tiền quyên góp cũng như là các mạnh thường quân đổ về. Kính thưa quý vị khán giả, thì tới ngày hôm nay chắc có lẽ là không còn ai để lên tiếng binh vực tỉnh thất Bồng Lai nữa, cũng như là một số người đã họ đã bị lợi dụng lòng tin cũng như là cái tình thương để là hỗ trợ giúp đỡ cho tỉnh thất Bồng Lai. Thì rõ ràng ngày hôm nay họ vô cùng thất vọng, quý vị khán giả. Và trong suốt cái thời gian đó thì cũng có nhiều kênh YouTube ở nước ngoài và một số kênh phản động cũng như là một nhiều người đã lên kêu gọi quyên góp cho tỉnh thất Bồng Lai, và có một số kênh cũng xúc phạm về Phật giáo Việt Nam cũng như thầy ông nội đã từng kêu gọi để quyên góp. Nơi đây là trẻ mồ côi rồi là lụm lặt đâu đó. Như vậy rõ ràng ông Lê Tùng Vân là chủ mưu chỉ đạo thực hiện các video và những cái phát ngôn ở trong tỉnh thất Bồng Lai đối với là truyền thông cũng như là công chúng, thì do ông Lê Tùng Vân là trực tiếp có những lời nói hoặc là xúc phạm, xúi dục những người khác không tôn trọng tôn giáo cũng như là pháp luật ở Việt Nam. Kính thưa quý vị khán giả, ông Lê Tùng Vân, ông đạo diễn mấy chục năm nay, cũng như là Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của ông Lê Tùng Vân, mà trước đây thì ảnh cũng đã chia sẻ nhiều cái video trên trên kênh YouTube của mình nói về chi tiết là ông Lê Tùng Vân. Và từ đó là ba mươi mấy năm sống chung tỉnh thất Bồng Lai đã anh ấy họ hiểu rõ rất là nhiều. Và sau này lên án ông Lê Tùng Vân cũng như tới ngày hôm nay thì báo chí cũng như là bên cảnh sát điều tra công an ở tỉnh Long An cũng đưa ra một số cái kết luận là bà Vân có tình tiết giảm nhẹ là người 70 tuổi trở lên, có tình tiết tăng nặng vì tội phạm tổ chức là và tội phạm hai lần trở lên. Bị can Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Thanh Nguyên, Trùng Dương và Nhị Nguyên được xác định có vai trò là người thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can ông Lê Tùng Vân. Bị can Cao Thị Cúc là người đã thực hiện chỉ đạo của bị can Lê Tùng Vân để trực tiếp tham gia thực hiện các nghi thức, thủ tục cúng bái quỳ lại trong video, đã trực tiếp tham gia có lời lẽ xúc phạm, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa.
Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì bị can thứ 7 trong vụ Tỉnh Thất Bồng Lai đang bị truy tìm và truy tố bắt tạm giam. Tuy nhiên bà Lê Thu Vân thì hiện tại là không có mặt. Trong suốt thời gian dài thì một số bị can này đã được cộng đồng mạng và mọi người đã biết tiểu sử và lai lịch như thế nào. Và những người ở hải ngoại đã từng kêu gọi trực tiếp, trong đó thì có một cái tài khoản YouTube của Lắm Móc đó quý vị khán giả. Chắc có lẽ là cái cô này là trước đây cũng ở tù chính trị và cũng là một trong những người là phản động và được đi sang nước ngoài, thì những lời lẽ cô này rất là gay gắt với thầy Thích Nhật Từ trong suốt thời gian qua. Chắc có lẽ là bây giờ cô Nắm Móc này cũng có hai đứa con gái. Thì nếu mà như ngày hôm nay ca tụng ông Lê Tùng Vân thì Nắm Móc chắc có lẽ là chuẩn bị đưa hai đứa con gái của mình về Việt Nam để cho ông Lê Tùng Vân giáo dục cũng như là tu hành ở nơi đây để trở thành cái người mà bậc vĩ nhân nào đó, như theo lời của Nắm Móc chia sẻ. Hoặc là cô ta cũng còn trẻ đẹp, về ông Lê Tùng Vân có thể là đào tạo hoặc là cái người tiếp theo để là giống như những người phụ nữ khác trong Lê Tùng, cho ông Lê Tùng Vân hưởng thụ. Thì chắc có lẽ là gia đình Nắm Móc cũng chuẩn bị, có lẽ nếu ai mà biết được thì mong rằng là chia sẻ cái video này để cho cái cô Nắm Móc hiểu được tất cả những gì theo công an điều tra của tỉnh Long An hôm nay đã rõ. Nếu Nắm Móc còn có ý tưởng quyên góp tiền bạc cũng như là kêu gọi hay là đưa hai đứa con gái mình về Tỉnh Thất Bồng Lai để tu hành như theo lời của Nắm Móc đã chia sẻ, hoặc là chính bản thân cô ta đi về Tỉnh Thất Bồng Lai để cho ông Lê Tùng Vân truyền đạt những kinh nghiệm tu hành cũng như là đào tạo bậc vĩ nhân nào đó. Kính thưa quý vị khán giả, nhiều người đã từng quyên góp cho Tỉnh Thất Bồng Lai, ngày hôm nay thì họ vô cùng bức xúc trên cộng đồng mạng. Vì trong suốt cái thời gian dài họ đã bị lợi dụng lòng tin cũng như là tình thương yêu gửi cho Tỉnh Thất Bồng Lai, nơi đây là trẻ mồ côi, kể cả những người Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên có mẹ sống cùng cũng như là Trùng Dương, Quyền Chân và một số cô gái khác trong Tỉnh Thất Bồng Lai có mẹ sống cùng mà đã nói là trẻ mồ côi thất lạc lụm lặt đâu đó. Và những người này cũng đã đồng thuận với nhau trong Tỉnh Thất Bồng Lai, tổng cộng 30+ người, kể cả những trẻ em. Như vậy rõ ràng hôm nay thì thông tin này là chúng ta cũng đã biết rõ rồi. Xin mời với tất cả quý vị khán giả sẽ theo dõi bị can thứ 7, những cái thông tin mà khi nào có những cái thông tin mới về bị can thứ 7 thì Phương Văn sẽ chia sẻ thông tin tiếp theo. Xin mời tất cả quý vị khán giả đăng ký kênh Phương Văn Official để tiếp tục theo dõi những câu chuyện nóng trong Tỉnh Thất Bồng Lai cũng như là một số tình thời sự khác. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.